Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 3. Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta. Lòng con khá giữ các mạng lệnh ta, vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, số năm mạng sống và sự bình an. Sự nhân từ và sự chân thật chớ để lìa bỏ con. Hãy đeo nó vào cổ, ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy, trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Như vậy, cuốn rốn con sẽ được mạnh khỏe và xương cốt con được mát mẻ. Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va. Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật và những thùng của con sẽ tràn rượu mới. Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách. Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Người nào tìm đặng sự khôn ngoan và được sự thông sáng có phước thay, vì thà được nó hơn là được tiền bạc hoa lợi nó sinh ra tốt hơn vàng rồng. Sự khôn ngoan, quý báu hơn châu ngọc. Chẳng một bữa vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được. Tay hữu nó cầm sự trường thọ, còn trong tay tả có sự giàu có và vinh hiển. Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc và các lối nó cả đều bình an. Nó là cây sự sống cho ai nắm lấy nó, người nào cầm giữ nó đều được phước hạnh. Đức Giê-hô-va dùng sự khôn ngoan lập nên trái đất, nhờ sự thông sáng mà sắp đặt các tầng trời. Do sự hiểu biết Ngài các vực sâu mở ra và mây đặt ra sương móc. Hỡi con, khá gìn giữ sự khôn ngoan thật và sự dễ dạt, chớ để nó lìa xa mắt con, thì nó sẽ là sự sống của linh hồn con và như đồ trang sức cho cổ con con sẽ bước đi vững vàng trong đường con và chân con không vấp ngã. Khi con nằm, chẳng có điều sợ hãi. Phải, con sẽ nằm được ngủ ngon giấc. Chớ sợ sự kinh khiếp xảy đến thình lình. Cũng đừng kinh hãi lúc sự tàn hại dán trên kẻ ác. Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con. Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy. Chớ từ chối làm lành cho kẻ nào xứng đáng, miễn là tay con có quyền làm điều ấy. Nhược bằng con có tại nơi con, vật kẻ lân cận cầu xin, thì chớ nói với người rằng hãy đi và trở lại, ngày mai ta sẽ cho ngươi. Chớ lập mưu hại kẻ lân cận con, vì người ăn ở bình yên bên con. Nếu không có làm điều hại cho con, chớ tranh giành vô cớ với ai. Chớ phân bì với kẻ hung dữ, cũng đừng chọn lối nào của hắn. Vì Đức Giê-hô-va gớm ghét kẻ gian tà, nhưng kết tình bậu bạn cùng người ngay thẳng. Sự rủa xả của Đức Giê-hô-va trên nhà kẻ ác, song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình. Quả thật, Ngài nhạo bán kẻ hay nhạo bán, nhưng Ngài ban ơn cho người khiêm nhường. Người khôn ngoan sẽ hưởng được sự vinh hiển, còn sự thăng lên của kẻ ngu dại sẽ ra điều hổ thẹn. Chương 9 Vị thiên sứ thứ năm thổi loa, thì tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất và được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy ngôi sao ấy mở vực sâu không đáy ra có một luồng khói dưới vực bay lên như khói của lò lửa lớn mặt trời và không khí đều bị tối tăm bởi luồng khói của vực từ luồng khói ấy có những châu chấu bay ra rải trên mặt đất và có kẻ ban cho chúng nó quyền giống như bọ cạp ở đất vậy có lời truyền cho chúng nó chớ làm hại loài cỏ ở đất thứ xanh và cây cối nào nhưng chỉ làm hại những người không có ấn đức chúa trời ở trên trán lại cho chúng nó phép không phải là giết nhưng là làm khổ những người đó trong năm tháng và sự làm khổ ấy giống như sự làm khổ khi bọ cạp cắn người ta trong những ngày đó người ta sẽ tìm sự chết mà không tìm được họ sẽ ước ao chết đi mà sự chết tránh xa những châu chấu đó giống như những ngựa sắm sẵn để đem ra chiến trận. Trên đầu nó có như mão triều thiên tợ hộ bằng vàng và mặt nó như mặt người ta. Nó có tóc giống tóc đàn bà và răng nó như răng sư tử. Nó có giáp như giáp bằng sắt và tiếng cánh nó như tiếng của nhiều xe có nhiều ngựa kéo chạy ra nơi chiến trường. Đuôi nó có nọc như bọ cạp ấy bởi trong những đuôi đó mà chúng nó có quyền hại người ta trong năm tháng. Nó có vua đứng đầu là sứ giả của vực sâu. Tiếng Hebrew gọi là Abaddon, tiếng Greek là Apollyon. Nạn thứ nhất đã qua, nay còn hai nạn nữa đến sau nó. Vị thiên sứ thứ sáu thổi loa, thì tôi nghe có tiếng ra từ bốn góc bàn thờ bằng vàng đặt trước mặt Đức Chúa Trời tiếng ấy nói cùng vị thiên sứ thứ sáu đương cầm loa rằng hãy cỗi cho bốn vị thiên sứ bị trói trên bờ sông cái ở bốn vị thiên sứ bèn được cỗi trói đã chực sẵn đến giờ ngày tháng và năm ấy hầu cho tiêu diệt một phần ba loài người số binh kỵ mã của đạo quân là hai trăm triệu số đó tôi đã nghe kìa trong sự hiện thấy tôi thấy những ngựa và kẻ cởi ra làm sao những cái ấy đều mặc giáp màu lửa, màu tía, màu lưu hoàng. Đầu ngựa giống như đầu sư tử và miệng nó có phun lửa, khói và diêm xanh. Một phần ba loài người bị giết vì ba tai nạn đó là lửa, khói và diêm xanh ra từ miệng ngựa. Vì quyền phép của những ngựa ấy ở nơi miệng và đuôi nó. Những đuôi ấy giống như con rắn và có đầu, nhờ đó nó làm hại người. Còn những người sót lại chưa bị các tai nạn đó giết đi vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm. Cứ thờ lại ma quỷ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa. Chương 7 Sau các việc ấy, nhằm đời xét Xe, vua Ferdersher, có Ezra, là con trai Seraya, Seraya con trai của Hincia, kia con trai của Salum, Salum con trai của Sadoc. Sadoc, con trai của Ahitub, Ahitub con trai của Amaria, Amaria con trai của Asaria, Asaria con trai của Merayot, Merayot con trai của Serahia. Serahia, con trai của Uzi. Uzi, con trai của Buki, Buki, con trai của Abishua, Abishua, con trai của Phinea, Phinea, con trai của Eleasa, Eleasa, con trai của Aaron là thầy tế lễ thượng phẩm. Ezra này từ Babylon đi lên, người là một văn sĩ thảo luật pháp của Môi-se mà Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã truyền cho. Vì tay của Đức Jehovah phù trợ người nên vua ban cho người mọi điều người xin. Nhằm năm thứ bảy, đời vua xe có mấy người trong dân Israel, trong bọn thầy tế lễ và người Levi, kẻ ca hát, người giữ cửa, và người Nethinim đều đi cùng người trở lên Jerusalem. Tháng năm, năm thứ bảy đời vua ấy, Ezra đến thành Jerusalem. Và, ngày mùng một tháng giêng, người ở Babylon khởi hành, rồi ra nhờ tay nhân lành của Đức Chúa Trời phù trợ người đến Jerusalem ngày mùng 1 tháng thứ năm. Vì Ezra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo và dạy cho dân Israel biết những luật pháp và giới mạng. Này là bản sao lại chiếu chỉ mà vua Ata-xét-xe giao cho Ezra, thầy tế lễ và văn sĩ Thảo biết trong những điều răng luật lệ của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Israel. Ảc à ta xét xe, vua của các vua, gửi cho Esra, thầy tế lễ và văn sĩ, Thảo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời. Nguyện ngươi được chọn bình an. Ta ra chiếu chỉ định rằng, phàm người nào trong nước ta thuộc về dân Israel, thì cả và người Lê Vi sẵn muốn đi đến Jerusalem thì hãy đi chung với ngươi. Ta, và bảy mưu thần ta sai ngươi đi tra xét về Juda và về Jerusalem chiếu theo luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi có trong tay ngươi. Ngươi sẽ đem theo mình vàng và bạc mà vua và các mưu thần lạc ý dân cho Đức Chúa Trời của Israel có nơi ở tại Jerusalem luôn các bạc và vàng mà ngươi có được trong tỉnh Babylon và những lễ vật lạc ý của dân sự cùng thầy tế lễ dân cho đền của Đức Chúa Trời mình tại Jerusalem ngươi hãy dùng bạc này cần mẫn mua những bò đực chiên đực chiên con luôn của lễ chay và lễ quán cặp theo rồi dâng lên trên bàn thờ ở nơi đền của đức chúa trời các ngươi ở tại jerusalem còn bạc và vàng dư lại hễ muốn dùng làm việc gì phải khá theo ý ngươi và anh em ngươi cho là tốt mà làm thuận ý chỉ của đức chúa trời các ngươi về các khí dụng đã giao cho ngươi để dùng vào cuộc thờ phượng trong đền của đức chúa trời ngươi hãy để nó tại trước mặt đức chúa trời tại jerusalem còn các vật gì khác ngươi cần dùng về chi phí đền thờ của đức chúa trời ngươi khá lấy các vật ấy nơi kho tàng vua vậy ta là vua ạc ta xét xe ra chiếu truyền cho các quan cai kho ở bên phía kia sông rằng hẻ vật gì ezra Thầy Tế Lễ và Văn Sĩ thảo biết luật pháp của Đức Chúa trên trời sẽ cầu cùng các ngươi, các ngươi khác cần mẫn cung cấp cho đến 100 ta lân bạc, 100 bao lúa miếng, 100 thùng rượu, 100 thùng dầu và muối không hạn. Phàm điều gì Đức Chúa trên trời truyền dạy về đền thờ của Ngài, khá làm cho cần mẫn, e sự tai họa giáng trên nước, trên vua và trên các vương tử chăng. Lại, ta truyền cho các ngươi biết rằng chẳng được phép thâu thuế hay là tiền mãi lộ nơi thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ ca hát, người giữ cửa, người Nê hay là nơi những tôi tớ đền thờ của Đức Chúa Trời. Còn ngươi, hỡi Esra, tùy theo sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ngươi, đã có trong tay ngươi, hãy lập những quan phủ, quan án, là những kẻ thảo biết luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi, để chúng xét đoán cả dân sự ở bên kia sông, còn người nào chẳng biết luật pháp, các ngươi khá dạy cho nó biết. Nếu có ai không tuân luật pháp của Đức Chúa Trời ngươi và luật lệ của vua, thì các ngươi hãy đoán phạt họ liền, hoặc xử tử, hoặc lưu đày hoặc tịch biên gia tài hay là cầm tù. Ezra bèn nói rằng, Đáng ngợi khen thay Jehovah Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, vì đã cảm lòng vua toàn trang điểm đền thờ của Đức Jehovah tại Jerusalem và khiến cho tôi được ơn trước mặt vua cùng trước mặt các mưu thần và các quan trưởng có quyền của vua. Vậy tôi hứng chí vì tay của Jehovah Đức Chúa Trời tôi phù trợ tôi và tôi chiêu tập các trưởng tộc Israel đặng đồng đi lên với tôi. Chương 8 Này, những trưởng tộc và gia phổ của các người từ Babylon đi lên với ta trong đời vua Ata xét xe trị vì. Về con cháu Phinea có gẹt xôn về con cháu Ithama có Daniel. Về con cháu David có Hát Túc. Về con cháu shecania con cháu Pharos có Sachari và những kẻ ở với người. Theo gia phổ, sổ được 150 nam đinh. Về con cháu Pha Hát Mô Áp, có eli o con trai của Serahia và với người được 200 nam đinh. Về con cháu shecania có con trai Yahasien và với người được 300 nam đinh. Về con cháu Adin có Ebed, con trai Jonathan và với người được 50 nam đinh. Về con cháu Elam có Esai, con trai Athalia và với người được 70 nam đinh. Về con cháu Shephatia có Sebadia, con trai Micael và với người được 80 nam đinh. Về con cháu Joab có Abdia, con trai Jehiel và với người được 218 nam đinh. Về con cháu Selomit, có con trai Yoshifia và với người được 160 nam đinh. Về con cháu Bebai có Sachari, con trai của Bebai và với người được 28 nam đinh. Về con cháu Agat có Yohanan, con trai của Hakatan và với người được 110 nam đinh những kẻ thuộc về con cháu Adonikam đến sau hết. Tên chúng là Eliphelet, Jehien và Shemaya, và với họ được 60 năm đinh. Về con cháu biết vai có Utai cùng Sáp Bút, và với họ được 70 năm đinh. Ta nhóm hiệp chúng gần bên sông chảy về Ahava, rồi chúng ta hạ trại tại đó ba ngày. Đoạn, ta xem xét dân sự và thầy tế lễ, song chẳng thấy một người Levi nào hết. Ta bèn sai gọi các trưởng tộc Elese, Arien, Shemaya, Enathan, Yarib, Enathan, Nathan, Sachari và Mesulam, luôn vô Yarib và Enathan là thầy giáo sư. Ta sai các người ấy đi đến trưởng tộc Ido ở tại Kashifia, biểu họ phải dạy Ido và các anh em người, tức người Nethinim ở tại Kashifia phải dẫn đến cùng chúng ta những kẻ giúp việc nơi đền thờ của Đức Chúa Trời chúng ta. Vì nhờ tay Đức Chúa Trời chúng ta phù trợ, các người ấy dẫn đến cùng chúng ta một người khôn ngoan thuộc về dòng Ly là hậu tử của Levi, con trai của Israel, luôn Serebia và các con trai cùng anh em người, số được 18 tên. Lại được Hasabia và Esai thuộc về dòng Merari cùng các anh em và các con trai người, số là 20 tên. Còn trong những người Nethinim mà David và các quan trưởng đã đặt giúp việc người Lê thì có được 220 người. Thảy đều gọi đích danh. Tại đó, gần bên sông Ahava, ta truyền kiên cử ăn, để chúng ta hạ mình xuống trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta, và cầu xin Ngài chỉ cho biết đường chánh đáng chúng ta, con cái chúng ta, và tài sản mình phải đi. Vả lại, ta lấy làm thẹn, chẳng dám xin vua một đạo quân và lính kỵ binh vực chúng ta khỏi kẻ thù nghịch trong lúc đi đường. Vì chúng ta có nói với vua rằng, tay của Đức Chúa Trời chúng tôi phù trợ mọi kẻ nào tìm kiếm Ngài, những quyền năng và thạnh nộ Ngài kháng cự những kẻ nào lìa bỏ Ngài. Ấy vậy, chúng ta kiên cử ăn và cầu xin Ngài điều ấy, Ngài bèn nhậm lời chúng ta. Trong những thầy tế lễ, ta bèn chọn 12 người trưởng là Serebia, Hasabia và 10 người anh em họ. Đoạn ta cân cho chúng các bạc, vàng và những khí dụng mà vua, các mưu thần, các quan trưởng vua cùng cả dân Israel có mặt tại đó đã dâng cho đền của Đức Chúa Trời chúng ta. Vậy, ta cân giao cho họ 650 ta lân bạc Khí dụng bằng bạc giá một trăm ta lân và một trăm ta lân vàng. Hai mươi cái chén bằng vàng giá một ngàn đa riết và hai cái chậu bằng đồng bóng láng tốt nhất cũng quý như vàng. Rồi ta nói với chúng rằng, chính các ngươi đã được biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va và các khí dụng này cũng là thánh. Bạc và vàng này là lễ vật lạc ý dân cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Tổ phụ các ngươi. Khá gìn giữ nó kỹ lưỡng, cho đến chừng các ngươi cân lại trước mặt những thầy tế lễ cả và người Lê Vi, cùng trước mặt các trưởng tộc của Israel tại Jerusalem trong kho đền thờ của Đức Giê-hô-va. Vậy, những thầy tế lễ và người Lê Vi, sau khi đã kiểm soát lại sự cân nặng của bạc, vàng và những khí dụng rồi, bèn thâu nhận đặng đem đến Jerusalem trong đền thờ của Đức Chúa Trời chúng ta. Ngày 12 tháng Giêng chúng ta ở sông Ahava khởi hành, đặng đi đến Jerusalem. Tay của Đức Chúa Trời chúng ta phù trợ chúng ta, giả cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù nghịch và khỏi kẻ rình phục dọc đường. Đoạn, chúng ta đến Jerusalem, ở tại đó ba ngày. Ngày thứ tư, chúng ta cân lại bạc, vàng và những khí dụng trong đền của Đức Chúa Trời, rồi giao cho Meremoth, con trai Uri, thầy tế lễ, với người có Eleasa, con trai của Phinea, Yosabab, con trai Yeshua, và Noadia, con trai Binui, người Levi. Cứ theo số và cân, số cân nặng đều biên chép trong một kỳ ấy. Những người đã bị bắt làm phu tù được trở về, dân của lễ thiêu cho Đức Chúa Trời của Israel bằng 12 con bò đực vì cả Israel, 96 con chiên đực 77 con chiên con và 12 con dê đực để làm của lễ chuộc tội. Cả thải đều dâng lên làm của lễ thiêu cho Đức Giê-hô-va. Chúng giao chiếu chỉ của vua cho các quan trấn và cho các quan cai của vua ở phía bên này sông. Họ bèn giúp đỡ dân sự và việc đền thờ của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa con cảm ơn Ngài mỗi ngày mỗi ngày ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu xu quýt, thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như. Ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, mất bình, bè đảng, ganh gổ, say xưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt ngài. Con nguyện thánh linh đức chúa trời đổ đầy, đầy dẫy con chúa ơi, những bông trái của thánh linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn chúa con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi ngài và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Quýt. Amen cảm ơn bạn đã nghe chương trình tĩnh nguyện radio buổi sáng bạn ủng hộ chương trình bằng cách like chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng internet cộng đồng cảm ơn bạn hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo Chúa yêu bạn rất nhiều